Thưa quý vị, tuần qua, 12.000 nhạc công tại Venezuela đã cùng nhau biểu diễn một nhạc phẩm của Tchaikovsky trong nỗ lực phá vỡ kỷ lục Guinness Thế giới ở hạng mục là dàn hòa nhạc lớn nhất. Một nhóm nghệ sĩ người Nga đang nắm giữ kỷ lục này với con số được ghi nhận ở thời điểm hiện tại là hơn 8.000 người cùng nhau chơi nhạc. Ngày 13 tháng 11 vừa qua, 12.000 nhạc công đến từ dàn hòa nhạc thanh thiếu niên quốc gia Venezuela, hay còn biết đến với tên gọi El Sistema, đã cùng biểu diễn hành khúc Slaver của Tchaikovsky tại Caracas. Các nhạc công trong trang phục sơ mi trắng biểu diễn dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Ascanio Abril, 34 tuổi. Tổ chức Guinness Thế giới sẽ công bố kết quả cuối cùng trong 10 ngày tới. Trước đó, vào năm 2019, 8.097 nhạc công người Nga đã lập kỷ lục dàn hòa nhạc lớn nhất thế giới khi biểu diễn quốc ca Nga tại sân vận động ở thành phố Saint Petersburg.